Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Có lẽ anh chị đang rất sốt ruột để mà đầu tư cho vay ngân hàng rồi đúng không ạ? Có những cái video đầu tiên về những điều cần biết về cho vay ngân hàng rồi cách để chọn một công ty cho vay ngân hàng, thì hôm nay Hòa sẽ chia sẻ một cái video, đó chính là tham gia đầu tư cho vay ngân hàng như thế nào. Đó. Và Hòa sẽ chia sẻ rất là chi tiết để anh chị và các bạn nắm được những cái nguyên tắc, các bước để anh chị tham gia anh chị nhé. Bước đầu tiên mà anh chị sẽ cần làm đó chính là mở tài khoản đầu tư. Đó, phải mở tài khoản đầu tư. Thì công ty cho vay ngân hàng bản chất là công ty fintech, công nghệ, thì họ hầu hết họ sẽ làm là online. Đó, thì hầu hết là như vậy. Tuy nhiên có một số công ty có những khoản vay lớn thì vẫn phải ký hợp đồng offline. Đó. À, mình thấy rằng là ký hợp đồng offline này đối với những nhà đầu tư lớn là an toàn. Phải giữ có hợp đồng offline, chị bạn ạ. Phải có hợp đồng offline của các công ty cho vay ngân hàng để ký. Sau đó mở được cái tài khoản rồi thì anh chị và các bạn đến một bước số 2, đó chính gì? Là tiền đầu tư. Thì chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của công ty cho vay ngân hàng để đầu tư, đúng không nào? Hoặc là chúng ta sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của khách hàng đầu tư. Thế thì trên thị trường nó đang có hai cái hình thức này. Nếu mà chúng ta chuyển tiền vào công ty cho vay ngân hàng để đầu tư ấy, là chúng ta ủy quyền cho họ để họ chuyển tiền cho chúng ta, đúng không ạ? Nếu mà họ không chuyển đúng người vay của chúng ta thì tức là họ đang làm sai mục đích, đúng không nào? Thế cách thức để kiểm soát là sai mục đích đấy như thế nào thì Hòa đã chia sẻ ở cái video về cách chọn công ty cho vay ngân hàng rồi đó anh chị các bạn ạ. Anh chị các bạn hãy check ở đó. Đó. Còn cái việc chuyển tiền trực tiếp cho khách hàng vay thì quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái đấy thì dễ, đúng không ạ? Chuyển tiền cho công ty ngân hàng, đấy là hàng cách mà làm tiền đầu tư. Đến cái bước số 3 là gì ạ? Bước số 3 là anh chị sẽ chọn một cái khoản vay để đầu tư. Đây là một bước rất là quan trọng, thực sự là rất là quan trọng để mà tham gia đầu tư. Nếu mà các công ty cho vay ngân hàng nào họ cam kết 100% thông thường nó rất là đơn giản, cứ thế mà đầu tư, cứ thế mà tự động cho họ họ chọn, đúng không nào? Tuy nhiên nếu mà không có cam kết thì chúng ta phải chọn, đúng không? Chúng ta phải chọn chứ. Chọn đối tượng khách hàng như thế nào, tiêu chí như thế nào, đúng không nào? Sau đây Hòa sẽ làm rõ cho anh chị và các bạn cách để chọn một khách hàng vay khi tham gia cho vay anh chị các bạn nhé. Với cái kinh nghiệm mà Hòa đã làm ở ngân hàng thì hôm nay Hòa sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn một số những cái kinh nghiệm để anh chị chọn một cái khoản vay tốt cho mình anh chị và các bạn nhé. Đối với khách hàng cá nhân thì anh chị sẽ chọn như thế nào, đúng không ạ? Cái quan trọng mà khi đầu tư cho vay ấy chính là khả năng trả nợ. Cái quan trọng nhất chính là khả năng trả nợ. Khách hàng có nguồn tiền trả nợ hay không, đúng không nào? Thế thì cái nguồn tiền trả nợ đấy nó có ổn định, nó có bền vững hay không thì nó sẽ đánh giá được cho chúng ta biết rằng là khách hàng đấy có khả năng chậm thanh toán hay không. Chính vì thế thì chúng ta sẽ chọn những khách hàng mà có nguồn tiền ổn định. Đó, nguồn tiền ổn định thì từ những cái ngành nghề họ làm việc ổn định, ví dụ như là giáo viên này, đúng không ạ? Ví dụ như bác sĩ này, đó, ví dụ như bộ đội này, đó, công an này chẳng hạn, đúng không nào? Đấy, ví dụ như là nhân viên kỹ sư này, đó, rồi marketing, vân vân, nhân viên văn phòng. Mấu chốt ở đây là gì? Cái thu nhập của họ có ổn định, có bền vững hay không? Ví dụ như họ làm kinh doanh thì sẽ không bền vững. Đấy, kinh doanh thì lương lậu là theo bán hàng mà, có thể rất cao, có thể là rất thấp, đúng không nào? Ví dụ như là họ làm để lái xe hay họ làm chạy Grab hay họ làm lao động tự do ấy, thì những cái nguồn thu nhập đó bất ổn định thì rủi ro nó sẽ cao hơn. Đó, thì anh chị và các bạn có thể tham khảo. Thứ hai, đối với khách hàng doanh nghiệp thì sao, đúng không ạ? Khách hàng doanh nghiệp cũng như vậy,
Đấy, doanh nghiệp đấy làm ăn lâu năm chưa? Đấy, kinh nghiệm lâu năm chưa? Thông thường họ sẽ chọn những doanh nghiệp mà họ đã kinh doanh khoảng trên 3 năm chẳng hạn. Họ tồn tại ở trên 3 năm thì tức là họ cũng có cái năng lực sống sót ở trên thị trường. Thứ hai là gì? Cái lĩnh vực kinh doanh ấy. Lĩnh vực kinh doanh là gì? Cái lĩnh vực đấy nó có thiết yếu hay không? Đúng không ạ? Nó có ổn định hay không? Thế thì Hòa sẽ thường chọn là gì? Lĩnh vực về bán lẻ này, tiêu dùng này, vật liệu xây dựng này. Đấy, thì đấy là những cái lĩnh vực mà nó tạo ra dòng tiền mặt hàng ngày để mà có dòng tiền trả nợ cho nhà đầu tư. Đúng nào? Thế thì chúng ta cho vay thì chúng ta phải có dòng tiền từ cái hoạt động kinh doanh. Ví dụ như những cái ngành mà nó cũng khá rủi ro, ví dụ như là gì, kinh doanh mua bán ô tô hay là kinh doanh bất động sản, đấy thì cái giá trị nó lớn nên là cái rủi ro nó sẽ cao hơn. Thực ra thì cũng có những số những cái lĩnh vực, ví dụ như là khách sạn hay là kinh doanh cà phê, ví dụ dính dịch Covid là cũng dở đấy, cũng khó đấy, đúng không ạ? Cũng rất là dở. Yếu tố thứ ba để chọn khoản vay đó là phải có tài sản đảm bảo cộng với cả bảo lãnh. Bảo lãnh khoản vay ạ, nếu mà khoản vay có tài sản đảm bảo thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta về cái việc trả nợ gốc và lãi. Ví dụ như họ đi vay họ cầm cố xe máy thì cái xe máy họ cầm cố nếu họ quá hạn thì xử lý cái xe máy, đúng không nào? Họ vay kinh doanh họ thế chấp bất động sản thì họ quá hạn thì xử lý cái bất động sản đó. Hoặc là gì, họ có bảo lãnh của bên thứ ba, ví dụ công ty bảo hiểm chẳng hạn, thì họ quá hạn thì có công ty bảo hiểm trả thì chúng ta bảo là gốc đó. Thì đấy là một số cách thức để mà anh chị có thể là lựa chọn được một cái khoản vay khi tham gia đầu tư cho vay một cách là an toàn và bảo toàn vốn gốc cũng như là lãi cho chúng ta anh chị các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến một cái bước số 4, đó chính là nhận gốc cộng lãi. Thì thông thường ấy, cái gốc và lãi này sẽ được trả về cái tài khoản của chúng ta ở tại công ty cho vay ngân hàng, hoặc là chuyển về trực tiếp cái tài khoản ngân hàng của anh chị và các bạn. Nó khá đơn giản thôi, nó không khó, cái này hoàn nghĩ không khó. Khi mà chúng ta ký hợp đồng là chúng ta có các cái hướng dẫn đấy, chi tiết hết rồi anh chị và các bạn ạ. Bước thứ 5 đó chính là gì? Chúng ta sẽ phải xử lý các cái khoản vay quá hạn, đúng không ạ? Trường hợp này xảy ra khi nào? Khi mà công ty cho vay ngân hàng phá sản. Đấy, họ phá sản. Họ phá sản thì nhà đầu tư sẽ phải xử lý thôi, tự xử lý. Thế thì lúc này chúng ta sẽ phải thực hiện là xử lý các cái khoản đầu tư cho vay ngân hàng mà chúng ta đang cho vay. Nó cũng khá là phức tạp đấy. Nói chung là Hòa cũng chưa gặp cái tình huống như thế này, tại vì chưa thấy các cái khoản vay của mình tại công ty cho vay ngân hàng nào phá sản cả thì mình phải đi xử lý. Tất nhiên là cũng có một số các cái khoản quá hạn rồi, nhưng mà họ công ty nó chưa phá sản thì cũng chưa phải, mình phải đi trực tiếp mình đi mình đòi nợ cái hàng vay của mình đó. Thì đấy là năm cái bước mà Hòa chia sẻ với anh chị và các bạn về cái việc là đầu tư cho vay ngân hàng, giúp anh chị và các bạn dễ hình dung toàn bộ cái khâu quy trình trong việc là đầu tư cho vay ngân hàng. Nó cũng khá đơn giản thôi, khá phức tạp. Thực ra là vì là nó mới ở Việt Nam nên là nó chưa phổ biến và cũng ít người chia sẻ những cái này. Thực ra là Hòa cũng đầu tư nhiều ở các cái nền tảng, các ứng dụng, và bản thân mình cũng thích những cái lĩnh vực như này vì thực ra là ngày xưa mình làm ngân hàng. Đấy, thì khi mình đầu tư thì mình quen đi cho vay tiền của ngân hàng rồi, thì mình lấy tiền của mình đi cho vay thì nó cũng quen rồi. Thì cái việc mình lựa chọn, mình thực hiện, mình đầu tư cho vay thì nó cũng dễ dàng hơn so với những anh chị và các bạn mới. Thực ra thì nếu mà chúng ta xét về cái việc chúng ta cho vay cá nhân đấy, bình thường là mình cho vay bạn bè, cho vay anh chị em các thứ ấy, thì nó cũng có khi còn rủi ro hơn là việc là cho vay ở đây, đúng không ạ? Tuy nhiên là vì là chúng ta tin tưởng, niềm tin vào cái người vay thì chúng ta cho vay thôi, chứ còn nếu mà đi thẩm định chi tiết kỹ hơn thì chưa chắc uy tín đã bằng những khách hàng vay ở trên công ty cho vay ngân hàng đâu đó. Như vậy là Hòa đã chia sẻ cho anh chị và các bạn xong các cái bước để anh chị và các bạn tham gia.
Tuy nhiên, nếu anh chị và các bạn muốn chi tiết của từng công ty cho vay ngang hàng như thế nào thì có thể xem vào cái trang lender.vn của Hòa, chia sẻ rất nhiều công ty cho vay ngang hàng mà mình đã đầu tư. Hòa cũng có các cái báo cáo đánh giá từng công ty cho vay ngang hàng về hướng dẫn chi tiết của từng công ty cho vay ngang hàng để anh chị và các bạn có thể là tham khảo và cũng có thể là join để đầu tư và trải nghiệm. Thực ra chúng ta có thể trải nghiệm với số tiền rất là nhỏ, từ 1 triệu là chúng ta có thể trải nghiệm rồi. Rồi có công ty thì 5 triệu, có công ty thì 10 triệu. Đấy. Có công ty thì là 30 triệu, là có công ty thì 150 triệu là có thể là đầu tư được rồi. Thì nó cũng không là phức tạp lắm đâu, tùy công ty. Anh chị và các bạn có thể tham khảo để mà thực hiện đầu tư cho mình. Nhưng trước hết hãy hiểu kỹ cái này, hiểu rõ về rủi ro đúng không ạ? Hiểu rõ về từng công ty cho vay ngân hàng rồi hãy quyết định tham gia đầu tư, tham gia để hãy trải nghiệm thôi đã, trao nó biết đã. Sau đấy rồi thì hãy bỏ tiền đó. Xin cảm ơn anh chị và các bạn, và hãy dành tặng cho Hòa một cái like để được lan tỏa cái video này đến nhiều người hơn nữa. Và nếu các anh chị và các bạn muốn nhận các cái thông báo mới nhất về các cái video đầu tư cho vay ngân hàng nữa, đúng không ạ, chi tiết của từng công ty hay là các cái video khác về đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, về quản lý tài chính cá nhân, vân vân, thì anh chị hãy đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn nha.